Một ngày thì bé uống khoảng từ 2 đến 3 hộp. Dạ có. Thường thì nếu mà bé không đi học á thì bé sẽ dùng khoảng 4-5 bịch một ngày. Còn nếu mà bé đi học thì khoảng 2 đến 3 bịch một ngày thôi. Bé nhà em có uống sữa tươi, một ngày thì bé uống khoảng 3 hộp. Thường thì chị sẽ chọn, tại vì các bé nhà mình còn nhỏ nên sẽ không có ý thức được là sữa nào tốt. Mình sẽ chọn sữa cho bé thử nhiều loại, rồi khi nào bé thích loại nào thì mình sẽ cho bé uống loại đó. Thường thì chị sẽ chọn cho bé, tại vì bé sẽ không biết loại nào tốt, loại nào phù hợp với bé. Điều đầu tiên là mình sẽ chọn cái thương hiệu nổi tiếng. Em sẽ chọn loại sữa của các nhãn hàng uy tín, hợp với bé, bé có thể phát triển cân đối, ăn ngủ bình thường. Em chọn theo những yếu tố là nguyên liệu an toàn, bổ sung canxi, vì trẻ em Việt Nam mình tầm vóc hơi thấp bé hả? Đảm bảo về thành phần, về chất lượng, nó phù hợp với thể trạng phát triển của trẻ em Việt Nam, cũng như là mình dễ dàng mua được ở tại Việt Nam. Loại sữa nào mà dễ mua, khi cần thì có thể mua được ngay. Sữa có tiêu chuẩn quốc tế thì em sẽ an tâm hơn. Nó dễ mua ở Việt Nam nhưng mà nó có được cái chất lượng quốc tế thì chị sẽ an tâm hơn.